Em mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Của Em nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Thạnh Phước thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là 24 công. Tất nhiên là 24.000 mét vuông nha cô chú anh chị. Và điều cực sốc hơn, đất mình sở hữu là hai mặt tiền. Một mặt là mình nối tiếp theo con lộ nhựa này là được 50 mét và chạy sâu xuống là nối tiếp thêm một con lộ đất nữa là 50 mét nữa. Đất mình là hai mặt tiền nha quý anh chị. Phần giáp ranh với đất mình thì có một cái vườn sầu riêng cũng khá là tốt luôn. Đất mình hiện trạng là chủ đang trồng lúa nha. Thì chủ đang nhậm lúa tổng với quý anh chị. Còn phần trước đất nè là có view kênh sáng lớn luôn. Một kênh sáng cũng khá là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Thì từ cái tuyến đường này là đây mình đi về ngay xã nè. Giờ mình đi về ngay huyện. Rồi mình đi Sài Gòn cũng được. Đi Kiến Tường cũng được nha quý anh chị. Tiền Giang. Thì cô chú anh chị mình Tiền Giang qua tới ngay đất thì tầm khoảng là 40-90 km nha quý anh chị. Còn những anh chị mình ở Sài Gòn mình về tới ngay đất thì tầm khoảng là 60-100 km nha quý anh chị. Cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang ở nha. Còn cái tuyến đường mình đi ngược lại là mình về Tây Ninh, Đức Hòa, Đức Huệ, Củ Chi nha quý anh chị. Thì cũng khá là gần luôn á. Dùng đất mình thì cũng khá là tốt luôn quý anh chị ơi. Cái vườn sầu riêng bên đó thì cũng xanh mướt luôn, rất là tốt luôn. Dân cư ở hiện hữu cũng khá là đông luôn. Điện nước wifi là cập ngay đất luôn, pháp lý là sổ hồng nha quý anh chị. Và phần đất này chủ cần bán với mức giá là 180 triệu cho 1.000 mét vuông. Cô chú anh chị mình quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại của em sẽ để trên màn hình nha cô chú anh chị. Và khi quý anh chị mình mua lô đất này cần bên em hỗ trợ về mặt pháp lý giấy tờ để chuyển đổi mục đích thì bên em vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị mình về mọi mặt pháp lý giấy tờ để chuyển đổi mục đích khi quý anh chị mình mong muốn nha. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã theo dõi kênh của em nha. Và em xin chào cô chú anh chị ạ.